một tháng cầu nguyện với những người bạn của chúng ta, các linh hồn nơi luyện ngục. Ngày 23 tháng 11. Phương tiện thứ tư để an ủi những linh hồn nơi luyện ngục, đó là y tế, thánh lễ. Trước hết, y tế được chính Chúa Giêsu Kitô dâng hiến. Trong tất cả các phương tiện mà chúng tôi đã nêu cho tới nay có thể an ủi các linh hồn nơi luyện ngục, thì không phương tiện nào mạnh mẽ bằng, hiệu quả bằng y tế thánh lễ. Đây là điều an ủi rất nhiều cho đức tin của chúng ta. Nguyên nhân là tất cả sự hiệu quả của việc y tế thánh đều đến từ việc Chúa Giêsu Kitô dâng hiến trong con người và nhờ danh của người. Nơi bàn thờ cũng như trên đồi Can Vê vẫn là của lễ đó, vẫn là người dâng lễ đó. Vậy cho nên vẫn là hiệu quả như thế. Ở nơi ấy Chúa Giêsu bánh thánh dâng cho Cha người tất cả những gì người là và tất cả những gì người có. Chúa Giêsu dâng tất cả giáo hội chiến đấu và tất cả giáo hội đau khổ. Thật vui sướng thay trong vương quốc của nước mắt. Thật vui thay cho những linh hồn nạn nhân của đức công thẳng Thiên Chúa khi Chúa Giêsu ôm lấy họ và dâng tất cả lên Cha của người. Và người Cha đón nhận sự dâng hiến của người con qua những ngọn lửa thánh luyện. Người Cha nhận ra nơi các linh hồn, dù trong sự thất sủng của họ, những đặc điểm của chính người con đáng tôn kính, và người Cha tha thứ nhờ công phúc của con chiên vô tì vết này. Làm sao trong thời khắc long trọng này tất cả các linh hồn lại không được giải thoát? Chúng ta không biết rõ được điều ấy. Chúng ta không thể thâm nhập vào những bí mật của đức công thẳng và thánh thiện của Thiên Chúa. Nhưng chắc chắn rằng mọi linh hồn đều được an ủi. Một thánh tiến sĩ hội thánh đã khẳng định rằng ngay sau mỗi thánh lễ, nhiều linh hồn được rời ra luyện ngục và bay về thiên đàng. Ở Roma, trong một tu viện, có một bức họa thể hiện thánh Bernard cử hành thánh lễ và những linh hồn ra khỏi luyện ngục và lên trời cùng một lúc với y tế tiếp diễn. Tại sao chúng ta lại nghĩ quá ít về những ân sủng tuyệt diệu này? Trong đa số những gia đình Kitô giáo, người ta thường xin lễ bát nhật và những lễ dỗ hàng năm. Bạn có bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Tiếp theo, chúng ta dâng y tế thánh lễ cùng với Chúa Giêsu. Nếu như bạn không đủ tiền để dâng thánh lễ, để xin cử hành thường xuyên các thánh lễ, bạn đừng quên rằng bạn có thể dâng những thánh lễ bằng chính bạn với một cách nào đó, bằng cách dự lễ thật xuất sắc, bằng cách kết hiệp những kinh nguyện của bạn với kinh nguyện của vị chủ tế, với kinh nguyện của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta. Vâng, khi bạn ở đó gần ngay bên bàn thờ, bạn có được những công phúc của chiên con vô tỷ tích. Bạn có thể ứng dụng những công phúc này cho tất cả những người mà bạn yêu quý, và cũng như mẹ Maria và thánh Giuse đã điều tiết những hành vi và những bước đi của con trẻ Thiên Chúa, bạn cũng sử dụng một uy thế trên Chúa Giêsu thánh thể. Bạn trở nên người thầy, người phân phát những công phúc của Chúa Giêsu. Vậy bạn có thể dùng máu thánh của người mà rảy chan chê trên những linh hồn được chúc lành ở luyện ngục. Bạn có thể ứng dụng cho họ hoa trái của y tế, cũng như phần mà bạn được tuyển hưởng nơi tất cả những thánh lễ được cử hành trên thế giới. Chính nơi ấy là một kho tàng bao la mà chúng ta không nghĩ cho đủ. Một kho tàng mà chúng ta có thể trả hết tiền chuộc cho những người thân và bạn hữu của chúng ta, mở cho họ cánh cửa nước trời. Chúng ta thật là có tội khi coi thường mọi phương tiện rất dễ dàng và rất hiệu quả để kết thúc những giày vò cho các linh hồn yêu quý này, mà họ xin chúng ta nhờ những công phúc của đấng cứu độ mà luôn nhớ đến họ ở y tế thánh, trong phần kinh nhớ đến những người đã qua đời. Một mẫu gương. Cha thánh họ đạo Acts kể lại một ngày nọ trong bài giáo lý của cha cho các giáo dân. Câu chuyện như thế này: anh chị em thân mến, có một vị linh mục đau buồn vì mất đi một người bạn ông yêu mến.
Thế nên ông đã cầu nguyện rất nhiều cho sự an nghỉ của linh hồn này. Một ngày kia, Thiên Chúa cho ông biết người này đang ở luyện ngục và đang đau khổ kinh khủng. Vị linh mục thánh thiện tin rằng chẳng có gì tốt hơn là dâng hy tế thánh cho người bạn thân ấy. Vào lúc truyền phép, vị linh mục cầm lấy bánh thánh trên những ngón tay và nói: Kính thưa Cha Chí Thánh và Vĩnh Cửu, chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi. Cha cầm linh hồn của bạn con trong luyện ngục, còn con đang cầm thân thể con của cha trên những ngón tay của con. Vâng, Cha nhân lành và thương xót, xin hãy giải thoát bạn của con, và con sẽ dâng cho cha người con của cha bằng tất cả những công phúc của cái chết và sự thương khó của người. Lời kêu xin của vị linh mục ấy đã được nhận lời. Thật vậy, vào lúc đưa bánh thánh lên cao, Ngài trông thấy linh hồn người bạn của Ngài được sáng vinh quang bay thẳng lên trời. Thiên Chúa đã chấp nhận cuộc trao đổi. Cha Thánh họ Ax nói tiếp: Đúng vậy đó anh chị em, khi chúng ta muốn giải thoát khỏi luyện ngục một linh hồn mà chúng ta yêu thương, chúng ta hãy làm như thế. Chúng ta hãy dâng cho Thiên Chúa bằng hy tế thánh chính con yêu dấu của người, với tất cả những công phúc của cái chết và thương khó của người. Thiên Chúa sẽ không thể từ chối chúng ta điều gì. Vậy chúng ta hãy nhớ làm theo lời khuyên của cha sở họ Đạt. Một mẫu gương khác, Thánh nữ Elizabeth, hoàng hậu xứ Bồ Đào Nha, vừa mới mất người con gái là Constance, hoàng hậu thành Castile. Bà đi đến Santarém. Khi bà đi ngang qua một khu rừng, có một vị ẩn sĩ ra khỏi rừng, chạy theo đằng sau xe đoàn, sau đoàn xe của hoàng gia. Ông la lên rằng ông muốn thưa chuyện với hoàng hậu. Những người lính cận vệ xua ông đi, nhưng hoàng hậu đã nghe tiếng ông, liền ra lệnh dừng xe cho người mời vị ẩn sĩ. Ông cắt nghĩa với bà rằng nhiều lần trong khi ông cầu nguyện ở khu rừng của mình, nữ hoàng Constance, con gái của bà, đã hiện về với ông và khẩn cầu ông cho mẹ bà biết rằng bà đang than khóc trong luyện ngục và cần phải xin cử hành thánh lễ cho bà mỗi ngày trong suốt một năm liền. Vị ẩn sĩ rút lui và người ta không còn thấy ông nữa. Các triều thần tháp tùng trong đoàn nghe được điều ấy, tỏ vẻ chế nhạo, cho là chuyện hoang tưởng, điên khùng và thậm chí là có thể còn có lời gạt nữa. Thế nhưng hoàng hậu Elizabeth biết là nên khôn ngoan nghe theo những gì vị ẩn sĩ yêu cầu. Bà tự nhủ: sau hết, việc xin cử hành những thánh lễ cho con gái và yêu dấu đã khuất là một việc hợp với tinh thần Kitô giáo. Cha Ferdinand Mendez, nổi tiếng về lòng đạo đức, đã được giao cho việc cử hành 365 thánh lễ liên tục để cầu nguyện cho linh hồn bà Constance. Một ngày nọ, bà Constance hiện ra với mẹ của bà, mặc áo trắng rực sáng và nói: Mẹ ơi, bây giờ con bay về nơi hạnh phúc đời đời đây. Hôm sau, lòng vui mừng, bà Elizabeth đến nhà thờ để tạ ơn Thiên Chúa vì con gái bà đã được giải thoát. Cha Mendez mới báo là cha vừa mới hoàn tất tối hôm qua một chuỗi 365 thánh lễ, đúng vào lúc con gái bà hiện về báo tin vui cho bà. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết là các linh hồn nơi luyện ngục có tội dưới mắt của cha, nhưng xin cha hãy nguôi giận, ôi Thiên Chúa của lòng xót thương. Chúng con cũng xin cha hãy tha thứ cho họ khi cha nhìn thấy máu quý báu của con cha đổ tràn mỗi ngày trên bàn thờ để rửa sạch họ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Xin cha hãy lắng nghe tiếng nói của máu tôn kính này, tiếng nói không kêu lên đòi trả thù, nhưng là xin ân huệ và thương xót. Ôi lạy Chúa Giêsu, con chiên không tì vết, xóa tội trần gian, xin hãy phù hộ những anh chị em đã khuất của chúng con. Xin cho họ được giải thoát và nghỉ yên gần bên Ngài. Amen.